Pepsi không có lo, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Hình như em đang say, hình như em không vui. Kể cho anh nghe đi, vì sao em buồn thế? Nếu muốn khóc hay cứ khóc trên vai anh này. Đừng cứ mãi ôm lấy nỗi đau như vậy. Hình như mưa đang rơi, hình như em đang trôi vơi. Để người anh thương ấy lại anh ôm vào lòng, cứ để cho thế giới kia quay cuồng. Anh sẽ giữ cho em phút giây yên bình. Thế giới của mình nhỏ thôi, chỉ cần anh thấy em vui. Không sao mà anh đây rồi em ơi. Buồn cứ khóc bao lâu nay em đã cố mạnh mẽ rồi. Chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi. Hãy để anh được vỗ về nỗi buồn của em. Như bao lần em đã từng bên anh, khi anh khóc giờ là lúc anh bên em. Khi em mọi thứ sẽ qua em à, rồi ngày mai tất cả mọi thứ sẽ qua em à. Giới thiệu kỷ lục gia thế giới về trí nhớ học thuật,
cố vấn chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam và một nữ ca sĩ của những bản hit triệu view chào đón đại sứ trí tuệ Dương Anh Vũ và ca sĩ Văn Mai Hương. Anh hồi hộp thế. Xin nói thật với Văn Mai Hương, thật ra đây là lần đầu tiên anh làm việc này. Thôi để cho anh bớt run và bớt bối rối, chắc là em sẽ công bố cái hạng mục ngày hôm nay anh em mình trao, đấy chính là nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2021. Bao gồm 10 YouTubers có số lượng rất lớn, từ hàng triệu đến 10 triệu người theo dõi, có hàng chục triệu, hàng trăm triệu đến hàng tỷ view anh ạ. Thưa các bạn, theo quan điểm của tôi thì cái việc mà 10 nhà sáng tạo này lọt vô top 10 nhà sáng tạo của năm cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì cái chất liệu họ sử dụng trong các sản phẩm của mình nó rất là đặc biệt. Nó đặc biệt ở cái sự chân thật của họ, ở cái dung dị và đời thường của họ. Và nếu mà chúng ta so sánh họ với những cái đầu bếp tài năng thì quả thật họ là những người tạo ra những món phở, những món bánh cuốn, những món bún bò ngon nhất Việt Nam này. Cho nên dù cho sản phẩm của họ được đặt cạnh những cái nhà sản xuất mà đầu tư thật là nhiều tài chính và những ekip thật là khủng, thì tôi nghĩ họ vẫn có những cái chỗ đứng. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm lại top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2021. Top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2021. Gãy Media. Tôi vừa mới vào trường ta, truyền văn với thơ ca. Missy Gaming. Đức Mõm TV. Chào cậu Đức Mõm TV. Vin MC. Ông ngủ nữa vậy. RGFF NTN. Phong Cận TV. Lúa nhau cây, mình đang coi lúa nè. Cây lấy lấy lấy. Ops Hi Ha. Mèo Simi. Mèo mèo. Đó. Chris Devil Gamer. Bắt đầu nộp giấy mới tính giờ. Mời hai nữ thám tử. Chúng tôi lừa đảo của ba. Đã bị chúng tôi phát hiện ra rồi. Và bây giờ thì cho phép Hương xin được mở chiếc phong bì này. Vị trí số 1 trong top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2021. Xin chúc mừng Gãy Media. Gãy Media là kênh YouTube được thành lập vào năm 2019, chuyên sản xuất parody nhạc chế, phim ngắn, tình cảm, hài hước, đem lại những giây phút giải trí cho tất cả mọi người sau những giờ làm việc căng thẳng. Năm 2021 đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của kênh với những con số khủng: 1,5 tỷ lượt xem, 1,7 triệu lượt đăng ký và 272,5 giờ xem. Em xin gửi lời cảm ơn tới các bạn khán giả đã đồng hành cùng với Gãy Media trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Em cũng cảm ơn team đã đồng hành cùng với em rất là lâu và các đơn vị đã hỗ trợ ngay từ ban đầu. Và em cũng cảm ơn chương trình Vietnam Entertainment Awards và YouTube đã tạo ra một cái lễ trao giải rất có ý nghĩa đối với các creator và YouTuber. Hy vọng là mọi người sẽ luôn ủng hộ và luôn yêu thương không chỉ riêng Gãy Media mà còn là những bạn creator, YouTuber khác nữa. Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.